Còn tại tỉnh Vĩnh Long, đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã Bình Minh sáng ngày hôm qua đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 10 cây số trên quốc lộ tính từ đường dẫn từ cầu Cần Thơ, đường dẫn cầu Cần Thơ về phía Vĩnh Long. Nguyên nhân là do chiều cường đầu tháng Giêng đã gây ngập, các xe phải chen chúc đi vào làn giữa để tránh hỏng hóc chết máy. Thêm vào đó là một số ô tô, xe khách chen chúc vào làn đường dành cho xe gắn máy. Trong ngày hôm qua, ngày mùng 4 Tết, lưu lượng xe máy trở về các tỉnh miền Đông cũng khá cao, khiến cho tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng. Nhật Bản thì đang phải trải qua một đợt thời tiết lạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Nhiều địa phương nhiệt độ xuống thấp, tuyết rơi dày có nơi gần cả mét, khiến cho các hoạt động giao thông đã bị gián đoạn, nhiều người mắc kẹt ngoài đường trong thời tiết khắc nghiệt. Phóng viên Long Nguyễn sẽ thông tin thêm từ Nhật Bản. Do đợt không khí lạnh mạnh và áp suất thấp, tất cả các khu vực của Nhật Bản nhiệt độ giảm xuống âm độ, một đợt lạnh kỷ lục trong một thập kỷ qua. Đặc biệt trong đợt lạnh này, tại khu vực phía Tây, tuyết rơi dày khiến giao thông gián đoạn, nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa. Tính đến tối ngày 25 tháng 1, đã có khoảng 7.000 hành khách bị mắc kẹt trên các tuyến tàu điện, 485 chuyến bay nội địa bị hủy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, thời tiết sẽ bắt đầu ấm lên từ ngày 26, nhưng nhiều nơi tuyết vẫn rơi dày. Dự báo tình trạng giao thông khó khăn sẽ còn tiếp diễn. Cơ quan này khuyến cáo người dân ở khu vực có tuyết rơi dày không nên ra ngoài nếu không cần thiết. Trong trường hợp sử dụng ô tô, cần lắp lốp tuyết để phòng trơn trượt xảy ra tai nạn. Đợt lạnh đột ngột tràn vào Nhật Bản cũng khiến nhiệt độ tại thủ đô Tokyo giảm xuống âm 4 độ C. Có tuyết rơi với số lượng ít, không đọng lại trên đường. Tuy nhiên, người dân cũng cần cảnh giác giữ ấm cả trong nhà và khi ra ngoài để phòng trơn trượt khi mặt đường bị đóng băng, đặc biệt là đối với người cao tuổi, vì tình trạng lạnh giá của Tokyo sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nhật Bản. Còn tại Trung Quốc thì kỳ nghỉ Tết cổ truyền hay còn gọi là kỳ nghỉ vàng năm nay bùng nổ các loại hình dịch vụ du lịch liên quan đến băng tuyết. Dạ vâng ạ, các điểm băng tuyết thì năm nay đã đưa ra cả trăm sản phẩm du lịch mới và các địa phương ở phía Bắc của nước này thì đang trở thành những điểm đến hấp dẫn khách du lịch từ phía Nam ấm áp. Lòng hồ của khu du lịch Hậu Hải, thành phố Bắc Kinh đóng băng trở thành điểm vui chơi mấy tháng mùa đông. Các ngày Tết, nơi đây đông nghẹt người chơi. Một vé 80 nhân dân tệ, tức là 280.000 đồng, trở thành một nguồn thu không nhỏ cho khu vui chơi này trong suốt 4 năm tháng. Thành phố Bắc Kinh đã nở rộ các loại hình vui chơi băng tuyết với hơn 80 điểm trượt băng và hơn 30 điểm trượt tuyết. Tìm điểm vui chơi như vậy rất vui. Hồi nhỏ mình cũng đã sống ở vùng băng tuyết nên cũng muốn tìm về ký ức và muốn cho con mình trải nghiệm. Tôi từ Giang Tô đến đây chơi, đi trượt băng chơi cùng con rồi mình cũng muốn đi du lịch đến thăm thủ đô nữa. Với hai lần tổ chức thành công Olympic mùa đông 2015 và 2022, Bắc Kinh đã trở thành điểm du lịch băng tuyết mới ở Trung Quốc. Bắc Kinh kết nối với tỉnh Hà Bắc bằng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh Trường Gia Khẩu, tạo nên nhiều tour tuyến du lịch từ vui chơi đến các điểm tập luyện thi đấu thể thao mùa đông. Việc đi lại bằng đường sắt kết nối với các điểm du lịch băng tuyết ngày càng thuận lợi. Cả nhà tôi năm nay đều du lịch đến xứ băng tuyết. Tôi rất thích thú vì thấy các dịch vụ rất phong phú, chuyên nghiệp. Với hàng ngàn hồ, núi non hùng vĩ, nằm ở vĩ độ vàng của băng tuyết, Tân Cương phấn đấu là điểm đến mang tầm quốc tế. Tỉnh Cát Lâm với mục tiêu xây dựng các khu nghỉ mát trượt tuyết đẳng cấp thế giới. Tỉnh Hắc Long Giang với nghệ thuật băng đăng nổi tiếng Cáp Nhĩ Tân đã cho ra đời thêm 12 tuyến du lịch, hơn 100 sản phẩm mới. Tỉnh Cát Lâm phát phiếu giảm giá gần 450.000 đô la Mỹ. Tỉnh Hà Bắc giảm giá vé 50% danh lam thắng cảnh hạng A và khách sạn để kích cầu du lịch mùa Tết. Từ thành công của kỳ Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 mà loại hình du lịch băng tuyết đã nở rộ khắp các địa phương. Hiện nay, ngay cả tại thủ đô Bắc Kinh, các công viên ở nội ô cũng rất là nhiều khu du lịch tổ chức loại hình du lịch băng tuyết. Và du lịch băng tuyết trở thành cái điểm đến hot nhất trong các tour du lịch đến các tỉnh thành phía Bắc của Trung Quốc. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.